dư vitamin c có sao không là vấn đề mà nhiều cha mẹ đang băn khoăn hiện nay bổ sung vitamin c để tăng sức đề kháng cho trẻ là phương pháp được nhiều người lựa chọn tuy nhiên không phải ai cũng biết về những tác hại khi dư thừa vitamin c trong cơ thể cha mẹ cần chú ý rằng vitamin c sẽ biểu hiện những công dụng có lợi của chúng với trẻ nhỏ chỉ khi được bổ sung với lượng vừa đủ vitamin c có nhiều vai trò quan trọng đối với cơ thể đặc biệt là trẻ nhỏ có thể kể đến như giúp hệ tiêu hóa của trẻ làm việc tốt hơn làm da rẻ của trẻ hồng hào hơn giúp củng cố và tăng cường hệ miễn dịch chống oxy hóa và thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen dùng vitamin c ở mức độ vừa đủ sẽ cho ra kết quả tốt nhất tuy nhiên rất nhiều người không hiểu rõ vấn đề khi cho bé sử dụng dư vitamin c có sao không từ đó dẫn đến việc bổ sung vitamin c quá nhiều gây ra tác hại cho cơ thể Tất cả những vấn đề về sức khỏe bé có thể gặp phải nếu thừa vitamin C cụ thể là Một là sỏi thận Việc thừa vitamin C trong cơ thể sẽ làm tăng lắng động các hợp chất như oxalat và axit uric có trong nước tiểu. Đây là những chất làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Thứ hai là gây ra mất cân bằng dinh dưỡng của cơ thể. Thừa vitamin C sẽ có thể làm giảm đi khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng khác. Khi đó cơ thể dễ bị thiếu hụt các loại vitamin và khoáng chất khác gây ra nhiều tác động xấu đến sức khỏe trẻ. Bên cạnh đó, thừa vitamin C cũng có thể tăng hấp thụ sắt trong cơ thể. Lượng chất sắt có trong cơ thể tăng cao có thể gây hại cho sức khỏe. Thứ ba, dư thừa vitamin C có thể gây ra các vấn đề về bệnh xương khớp. Lượng vitamin C cao có trong cơ thể có thể làm tăng khả năng phát triển của các gai xương, gây đau nhức. Tuy nhiên, những bé có lượng vitamin C quá thấp cũng có nguy cơ cao mắc các bệnh về xương khớp. Qua đây, chúng ta hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc bổ sung lượng vitamin C phù hợp. Không nên quá nhiều cũng không quá ít. Ở trẻ nhỏ từ 6 tháng tới 1 tuổi, lượng vitamin C được khuyến nghị trong chế độ ăn uống là 20 mg đối với bé trai và 15 mg đối với bé gái. Nếu bé nhà bạn dùng nhiều hơn, bé có thể phải các rối loạn tiêu hóa trẻ nhỏ bị dư thừa vitamin sẽ có một số biểu hiện như bé luôn trong trạng thái mệt mỏi uể oải da rẻ xanh sao tái nhợt bé thường bị đầy hơi táo bón hoặc đôi khi là tiêu chảy bé biếng ăn hơn ngày thường các triệu chứng này ban đầu thường nhẹ và khó nhận biết và dễ nhầm lẫn và bỏ qua tuy nhiên chúng có thể làm bé khó chịu quấy khóc và bỏ ăn lâu dần gây ra tình trạng sụt cân gầy yếu và dễ ốm vặt ở trẻ nhỏ Vậy lượng vitamin C như thế nào là quá nhiều? Theo báo cáo, giới hạn tối đa đối với lượng vitamin C ở những người từ 19 tuổi trở lên là 2000 mg ở nam và nữ. Lượng vitamin C vừa đủ cần bổ sung cho trẻ em cũng khác nhau qua từng giai đoạn. Cụ thể như Trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 11 tháng cần bổ sung 25 đến 30 mg trong một ngày. Trẻ em từ 7 đến 9 tuổi cần bổ sung lượng vitamin C là 35 mg trong một ngày. Mặc dù việc dư vitamin C gây ra một số tác hại với sức khỏe trẻ nhưng mẹ cũng không nên quá lo lắng. Bởi cơ thể chỉ hấp thụ khoảng 70 đến 80% lượng vitamin C bổ sung vào. Đây là một cơ chế tự bảo vệ của cơ thể. Thêm đó việc bổ sung vitamin C từ thực phẩm lại khá an toàn và không gây ra tình trạng dư thừa. Để hạn chế nguy cơ rối loạn tiêu hóa ở trẻ nhỏ, cha mẹ có thể cân nhắc bổ sung thêm lợi khuẩn và enzym tiêu hóa. Tại đây chúng tôi đề xuất tới các bạn dòng sản phẩm cốm tiêu hóa Amano Enzyme Gold. Đây là một trong những thương hiệu về củng cố hệ tiêu hóa của trẻ được tin dùng hàng đầu Nhật Bản. Với việc bổ sung hàng tỷ lợi khuẩn, các enzym tiêu hóa cần thiết và các nguyên tố vi lượng, sản phẩm Amano Enzyme Gold mang đến những thay đổi rõ rệt trên hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ. Như vậy, dư thừa vitamin C có thể tiềm ẩn các nguy cơ gây hại đến sức khỏe của trẻ. Cha mẹ cần chú ý bổ sung vừa đủ vitamin C cùng với các chất dinh dưỡng khác cho trẻ. Gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.